Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi trang địa phương Quyền Cái Nước phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương đa dạng cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thời gian qua nông dân Quyền Cái Nước tích cực tìm tòi nghiên cứu, sáng chế thành công nhiều giải pháp kỹ thuật ứng dụng có hiệu quả trong sản xuất. Trang địa phương Quyền Cái Nước kỳ này sẽ đề cập nội dung vừa nêu, mời quý vị và các bạn theo dõi. Sau nhiều năm nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh, ông Bùi Chí Thượng, ấp Tân Hòa, xã Thành Phú, huyện Cái Nước nhận thấy rằng sử dụng hóa chất xử lý môi trường sẽ triệt tiêu các vi sinh vật có lợi trong ao đầm, dẫn đến mất cân bằng sinh thái, làm cho tôm nuôi chậm phát triển, gây bất lợi trong quá trình sản xuất. Từ đó, ông Thượng đã nghiên cứu tự sáng chế thành công dòng chế phẩm sinh học mới đa tính năng, phục vụ nuôi tôm siêu thâm canh theo hướng vi sinh, sử dụng mang lại kết quả khả quan. Đó là dòng chế phẩm sinh học được ông đặt tên là chế phẩm sinh học 5 trong 1, góp phần cân bằng hệ sinh thái trong ao đầm nuôi tôm, tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất. Áp dụng sinh học, cái quy trình của tôi cái lợi nhuận rất cao. Về cái sắc tố về tôm thì sắc tố rất đẹp, nước đẹp, nước trong, nước sạch, là không có để ảnh hưởng đến cái đường ruột con tôm, gan, nên từ chỗ đó mà cái con tôm nó phát triển nhanh theo tiến độ, là cái rút ngắn thời gian so với trước đây mình xài cái hóa chất. Sau gần một năm nghiên cứu sáng chế ra dòng chế phẩm sinh học mới, ông Bùi Chí Thượng mạnh dạn ứng dụng vào nuôi tôm siêu thâm canh tại hộ gia đình. Với bao đầm nuôi tôm siêu thâm canh diện tích trên 3.000 m², cho thu hoạch thành công liên tiếp 3 vụ, kể cả nuôi tôm trong mùa mưa, tổng sản lượng tôm nuôi gần 50 tấn. Hiện ông đang nuôi vụ tôm thứ tư trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, độ mặn tăng cao. Nhưng khi sử dụng chế phẩm sinh học 5 trong 1 do ông sáng chế, các yếu tố môi trường vẫn luôn ổn định, tôm nuôi phát triển tốt, hứa hẹn cho thu hoạch với năng suất cao. Thông qua việc ứng dụng chế phẩm sinh học mới, góp phần cân bằng hệ sinh thái trong ao đầm nuôi tôm, giúp cho tôm nuôi phát triển nhanh, bán được với giá cao hơn. Trước mắt là tôm là mình nuôi cái chế phẩm sinh học này á, thì cái sắc tố tôm tôi đã nói đó, nó rất đẹp, màu sắc đẹp, tôm là nó không có ảnh hưởng là về hóa chất, nó ăn tôm ăn là nó đều đặn lên, con tôm nó mập, nó sáng, tôm nó đồng đều, rồi chất lượng là nó dẻ thịt hơn. Đặc biệt nuôi cái mật độ cao siêu tôm canh này đó là hình như là tôm nó dễ bị thẹo dính, nhưng mà của tôi đặc biệt là không có. Còn tới khi bán thời điểm là 30 con bán oxy là 200.000, nhưng trong khi tôm tôi đó là 33 con tôi bán vẫn là 205.000, trong khi là 30 con mới có 200 mà tôi bán 33 con bán 205.000, được cái giá trị nó cao hơn cái mình xài hóa chất. Các cái xã đó là tiếp tục tuyên truyền bà con nhân dân là chú trọng là nuôi tôm là theo hướng là vi sinh hữu cơ, là không hạn chế cái tình trạng là kháng sinh trong tôm, để một mặt đó là tăng cái tỷ trọng là đối với là cái sản lượng, rồi là khi bán ra đó thì là được là cái thị trường chấp nhận, và cái người tiêu dùng là người ta cũng là thống nhất cao với là cái tôm sạch. Quy trình ứng dụng dòng chế phẩm sinh học mới khá đơn giản, giúp xử lý ngay sau khi nguồn nước cấp vào ao lắng, giúp vi sinh vật có lợi sớm hình thành. Khi cấp nước vào ao nuôi, định kỳ bổ sung chế phẩm sinh học giúp duy trì mật độ vi sinh vật có lợi, cân bằng hệ sinh thái trong ao đầm, giúp cho tôm nuôi phát triển, ngăn ngừa mầm bệnh phát sinh, được ngành chuyên môn đánh giá cao. Thực tế nhất của cái quy trình sinh học này là, thứ nhất là cái thao tác của người nông dân mình nó rất tiện lợi. Thứ hai nó là nó tiết kiệm được cái thời gian với lại là cái chi phí. Một cái thứ hai nó là khi mình xài cái chế phẩm sinh học này trong cái ao lắng ngoài á, thì nó lấn áp được cái phẩn gây hại cho tôm từ ban đầu. Rồi cái bước kế tiếp là khi mình cung cấp nước vào cao nuôi tôm mình á, thì nó sẽ tạo được cái hệ vi sinh và nó ổn định được cái môi trường mình xuyên suốt quá trình nuôi, với lại là nó sạch được các bạn. Chỗ cái mô hình của anh Bùi Chí Thượng, ấp Tân Hòa, xã Thành Phú,
Thì sau qua một năm sản xuất á, thì đến thời điểm này thì theo đánh giá của chủ hộ và một số cái cán bộ cơ sở chuyên môn, thì qua cái khảo sát thực tế hôm nay thì thấy đánh giá bước đầu cái mô hình này rất là hiệu quả. Hiệu quả về cái chất lượng nước thì nó ổn định, giữ được cái màu nước là màu trà. Và thứ hai nữa là cái thức ăn tự nhiên á, cái nhóm Kobe Pasta này rất là nhiều. Thì qua đó giai đoạn đầu là mình thả khoảng 15 ngày đầu đó thì mình cho ăn chỉ cần 2 cữ một ngày thôi. Thì cái thức ăn giai đoạn này là nó rất là cân bằng về dinh dưỡng, giúp tôm sinh trưởng phát triển tốt, hạn chế cái bệnh. Và trong cái quá trình nuôi như vậy thì hạn chế diệt khuẩn, thì tôm màu sắc rất là đẹp. Thì hiện nay tôm đã khoảng 70 ngày tuổi thì về 50 con lớn, thì cái màu sắc rất là đẹp, ít cái thẹo, thì do đó là cái chất lượng tôm tốt, bán nó được giá. Thì bước đầu đánh giá cái mô hình này là rất là tốt. Với lợi ích mà dòng chế phẩm sinh học mới 5-1 mang lại, ông Bùi Chí Thượng đã quyết định đăng ký tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật do tỉnh Cà Mau phát động. Đối với loại hình nuôi tôm siêu thâm canh, mặc dù năng suất mang lại khá cao, bình quân 50 tấn một hecta một vụ, tuy nhiên đi cùng với đó cũng là tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường nếu nguồn nước và lượng thức ăn không được xử lý đúng cách. Thế nhưng với dòng chế phẩm sinh học mới 5-1 do ông Bùi Chí Thượng, ấp Tân Quà, xã Thành Phú, huyện Cái Nước tự sáng chế và phát triển, đã giúp giải quyết được bài toán môi trường trong nuôi tôm siêu thâm canh. Loại hình tôm nuôi siêu thâm canh, trung bình mật độ tôm giống thả nuôi từ 200 đến 300 con trên mét vuông, thời gian nuôi 60 ngày là có thể cho thu hoạch. Do tôm nuôi phát triển nhanh, mật độ cao nên cần một lượng thức ăn rất lớn. Trung bình cứ đầu tư 1 kg thức ăn sẽ cho thu hoạch 1 kg đối với tôm thẻ chân trắng loại 100 con. Trong khi đó, quá trình tiêu hóa, tôm nuôi chỉ hấp thu từ 60 đến 70% thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn. Số còn lại là chất thải ra môi trường. Nguồn chất thải này được người nuôi tôm si phong thu gom hàng ngày chuyển đến khu vực xử lý. Rất dễ gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhiều hộ dân sinh sống xung quanh khu vực nuôi tôm siêu thâm canh. Thế nhưng, khi sử dụng dòng chế phẩm sinh học mới 5-1 do ông Bùi Chí Thượng, ấp Tân Quà, xã Thành Phú, huyện Cái Nước tự sáng chế và phát triển, đã xử lý triệt để chất thải trong quá trình nuôi tôm siêu thâm canh, không phát sinh mùi hôi thối trong quá trình xử lý, giải quyết bài toán môi trường trong nuôi tôm siêu thâm canh. Một cái tâm đắc nhất hiện tại bây giờ là cái vấn đề về môi trường. Khi mình sử dụng cái vi sinh này thì mình không có diệt khuẩn, thì cái con vi sinh này nó sẽ lúc nào nó cũng có ở trong cái môi trường nước. Khi mình thay nước hoặc là si phong gì đó thì nó hàm lượng vi sinh nó cũng có đưa ra môi trường. Từ đó thì giải quyết được cái tình trạng là ô nhiễm môi trường. Hiện tại giờ những cái khu công nghệ cao đang gặp phải là vấn đề về môi trường. Dùng cái chế phẩm sinh học này là thân thiện với cái môi trường. Ví dụ ở đây mấy anh cũng biết rồi đó, bây giờ là mình chỗ chú Tám này để ổng bơm từ cái hầm si phong mà đem ra, mình thấy cụ thể là nó không có mùi hôi, nó rất tốt cho môi trường. Bây giờ nó không bị hôi thối thì xả ra cái môi trường bên ngoài thì nó không làm ảnh hưởng cho cái hộ mà xung quanh đã nuôi tôm là quán canh truyền thống, nó rất tốt cho môi trường. Đối với cái mô hình này thì sử dụng sinh học thì thứ nhất là trong cái môi trường ao nuôi thì nó ổn định, mình không nói rồi, nhưng mà ra ngoài chỗ khu thải chứa đồ thì nó mùi hôi, nó sẽ không có hôi và nó an toàn nữa. Qua thực tế ứng dụng chế phẩm sinh học mới 5-1 đã chứng minh, chế phẩm sinh học này không chỉ giúp ổn định môi trường mà còn xử lý hiệu quả chất thải trong nuôi tôm siêu thâm canh. Đây được xem là giải pháp mới giúp bảo vệ môi trường trong nuôi tôm siêu thâm canh, góp phần sản xuất hiệu quả và bền vững, được ngành chuyên môn đánh giá cao. Trang địa phương huyện Cái Nước phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau kỳ này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.